Hello anh em, ở video này mình lại tiếp tục giải mật mã. Đây là combo thẻ của top 4 dự án ngày 14 tháng 8 năm 2024 nha. Trên màn hình anh em, dự án đầu tiên là MemeFi coin. Nó có cái nhiệm vụ xem YouTube mới này, chúng ta vào đây xem để chúng ta nhận được là 500.000 điểm boy cộng với cái 10 cái lượt spin nha. Anh em nhấn vào. Sau đó chúng ta bấm YouTube channel đưa đến video thì chúng ta cũng không cần xem đâu. Chúng ta trở lại nha. Rồi sau đó anh em kéo lên này, anh em bấm Z, anh em bấm Z ha. Rồi, đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Và cái mật mã của ngày hôm nay là 3312 nha anh em. Mình ghi trên màn hình nha, 3312. Anh em cứ gõ như vậy là ok. Chia cái khung hình từ cái đầu tới cái chân là từ 1 theo số thứ tự là 1 đến 4 ha. Rồi mình sẽ gõ 3312. 3312. Sau khi gõ xong anh em cứ đợi vài giây để nó cộng điểm cho anh em nha. Ok này, chính xác nha. Rồi. Đó, thế là mình đã hoàn thành cái daily mã bí ẩn của MemeFi coin. Rồi mình đi đến dự án số 2 nha. Còn mấy cái mà botter thì anh em cứ vào đây kiểm tra. Như mình đã quay spin mình được cái 18 turbo này. Ví dụ anh em muốn kích turbo đúng không? Thì nó sẽ nhân 10 lần đam cho anh em để anh em giết boss nè. Đó, mình kích vào ha. Thì anh em có thể là dùng 10 đầu ngón tay hoặc là 5 đầu cũng được anh em. Gõ càng nhanh càng tốt nha. Thì cái lượng đam này nó có thời gian có hạn, cho nên chúng ta cứ càng nhanh càng tốt để chúng ta giết được boss nó nhanh hơn. Đó, anh em thấy không? 140 đam ha, khá là khủng á. Rồi đôi khi nó có lag á anh em, nó lag á thì thôi ha, chúng ta ngưng nha. Nó lag nó đứng lại anh em thấy không, nó sẽ không được nữa nha. Rồi mình đi đến dự án số 2 Hamster Kombat ha. Hamster Kombat thì thường ngày nó có 4 nhiệm vụ thì anh em cứ làm hết nha. Có những cái video mới thì anh em cứ xem và chat nha. Rồi điểm danh hàng ngày. Mỗi khi mà anh em hoàn thành cái nhiệm vụ của cái mục mà trên cái chỗ Mosibin nè, anh em sẽ thấy nha. Dù hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó thì nó sẽ đưa một cái hòm thư để anh em mở ra hoàn thành cái nhiệm vụ đó ha. Rất là quan trọng nha anh em. Airdrop của nó cũng sắp chuẩn bị là list sàn rồi, cho nên chúng ta cứ tranh thủ làm hết những cái nhiệm vụ trong này nha. Rồi mật mã hàng ngày. Chữ Y đầu tiên 2 chạm nha anh em. Ra chữ Y. Chữ N 1 giữ 1 chạm nha anh em. Rồi. Chữ C 1 giữ 1 chạm, 1 giữ 1 chạm. Rồi chữ O 3 giữ. Rồi chữ M 2 giữ. Chữ Y là 1 chạm nha anh em. Rồi ok ha, mật mã hôm nay nó cũng rất là dễ ha, giải khá là nhanh. Có bữa thì mình giải đi với lại rất là nhiều lần nó mới được ha. Ok. Thì chúng ta cũng tấp vào màn hình một ít này. Rồi. Ở đây mình bấm vào cái thẻ kết hợp này. Rồi, cái thẻ kết hợp của ngày hôm nay cũng khá là đơn giản. Nằm BRTM luôn nha anh em. BRTM là cái thẻ đầu tiên, cái thẻ này nè. Đây, 9 triệu xu. Rồi, đi đến cái thẻ số 2 nha. Nằm ở mục web 3, anh em kéo xuống dưới tìm cho mình cái thẻ là MFT này nè. Đây, 13 triệu xu ha, 12 triệu xu. Rồi, khá là nhiều xu. Rồi, đi đến cái thẻ cuối cùng nằm ở mục Special. Nó nằm ở BRTM anh em à, mình lộn ha, nằm ở BRTM nè, anh em nhân cấp cái thẻ này lên. Đó. 4 triệu xu. Rồi. Wow, đã hoàn thành thẻ kết hợp nha anh em. Tốn lượng xu khá là nhiều. Tuy nhiên mình hoàn thành nhiệm vụ là ok rồi nha anh em. Phải cố gắng ha. Mỗi ngày như vậy chúng ta phải hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ. Rồi cái nhiệm vụ cuối cùng là trò chơi nhỏ nha. Mình sẽ vào mình chơi luôn. Nói chung là 1 phút rồi thì chúng ta cũng chả ngần ngại gì ha. Chơi cũng khá là đơn giản thôi. Rồi chơi luôn nha anh em. Đây. Đó anh em thấy không? Rồi xong nha anh em. Rồi đã xong cái nhiệm vụ để nhận chìa khóa luôn ha. Ráng cày chiếc chìa khóa nha anh em. Chìa khóa rất quan trọng với airdrop của Hamster Kombat đó, anh em lưu ý nha. Rồi mình đi đến cái dự án số 3 Game Z ha. Game Z thì như thường lệ thôi, anh em vào để điểm danh hàng ngày nè. Rồi do mình điểm danh nó không có điểm danh anh em à, nó hẹn ngày mai. Rồi mình đi đến cái daily code ha của ngày hôm nay. Chữ W 1 chạm 2 giữ. Rồi chữ A 1 chạm 1 giữ. chữ G, 2 giữ 1 chạm. Chữ M, 2 giữ. Chữ Y, 2 chạm. Rồi, chính xác ha. 1 triệu xu. Đây là code luôn nha anh em. Cái thẻ đầu tiên thì nằm ở một guild, cái thẻ này luôn nha anh em. Đó, nằm ở trên cùng luôn nè. Rồi, cái thẻ số 2 nằm ở một poker. Đây, anh em tìm đến cái thẻ blockchain A1 Evangelist ha. Rồi, cái thẻ này là thẻ số 2 này. Rồi, cái thẻ cuối cùng nha anh em là thẻ số 3, nằm ở Spencer. Anh em kéo xuống dưới ha, mở đến cái thẻ mà đây, cái thẻ này anh em, cái thẻ này thật là khó cho nhiều anh em ha. Cái thẻ này anh em phải mời bạn bè thì mới mở được cái thẻ này nha anh em. Ok nha. Rồi, anh em chia sẻ để mở được cái combo của Game Z ngày hôm nay. Cái con Game Z này thật sự là nó khó chịu quá anh em à. Nó cứ bắt buộc chúng ta phải chia sẻ mời bạn bè ha. Nói chung là mình thấy cái dự án lợi dụng cộng đồng quá. Ok, mình đi đến dự án cuối cùng ha, là dự án Bit Sword ha. Như thường lệ thì cứ vào đây claim. Rồi, sau đó chúng ta chuyển sang cái mục phần thưởng này, chúng ta vào mục chơi để ghép daily combo. Trước khi ghép thì mình điểm danh trước nha anh em. Rồi, nói chung cứ hoàn thành những được cái nhiệm vụ nào hoàn thành anh em, chứ dự án này mình đánh giá không cao nữa nha. Rồi mình đi đến ghép luôn nha anh em. Con đầu tiên là cái con màu tím này nha anh em. Rồi, con số 2 là cái con này nè. Rồi, con số 3. Số 3 như là cái con này nè. Con cuối cùng là con màu cam này ha. Ok nha, anh em xem này cho chính xác rồi anh em bấm kiểm tra. Rồi như thế này là thành công nha anh em bấm yêu cầu bồi thường. Rồi sau khi trở ra một chiến đấu này, chúng ta nâng cấp bet ha. Con này thì nâng mát rồi, mình tìm đây, con này chúng ta nâng thêm. Biết đâu được thì sau này nó có bán được những con bet này bằng NFT đó, anh em. Chúng ta có thể kiếm thêm tiền nha, chúng ta cứ nâng cấp mát đi. Tại vì cái số xu của Bit Sword này cũng chả để làm gì anh em. Đó, cứ nâng cấp ha, mình nâng lên 20 đi, rồi mình ngưng ha. Đó, mỗi ngày chúng ta cứ chịu khó bỏ rất ít thời gian vào đây nâng thôi. Rồi, sau khi nâng xong chúng ta trở ra nè, anh em tải lại trang nha, để nó cộng cái lợi nhuận mỗi giờ của chúng ta lên. Đây, cái khai thác lợi nhuận mỗi giờ nè, đó. Rồi, anh em có thể vào dashboard để chúng ta bắt đầu điểm danh cũng được nha. Đây. Đó, mình không làm trong video này nữa nha anh em, tại vì cái phần dashboard thì ai cũng biết rồi, mình chia sẻ hàng ngày mà. Ok nha, vừa rồi mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách mà chúng ta có thể là giải daily combo code của top 4 dự án ngày 14 tháng 8 năm 2024. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký, nhớ like kênh và chia sẻ nha. Bye bye.